Xin chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thêm một địa danh nữa tại xã Được Nhuận. Đó là chùa Năng An. Chùa Năng An đóng tại thôn Năng An, xã Được Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Chùa tọa lạc tại xóm 9, thôn Năng An, dọc theo tuyến đường liên xã từ quốc lộ 1A đi Đức Lợi, cách cầu sông Vệ 3 km. Chùa được Chi hội An Nam Phật học Quảng Ngãi đề hướng xây dựng năm 1938 dưới sự chủ trương của Hòa Thượng Lâm Tế đời thứ 40, Hiệu Khánh Nghị, thế danh là Huỳnh Khải, cùng với cư sĩ Trần Đình Cường, hiệp cùng đạo hữu Phật tử trong làng tạo lập nên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái di tích lịch sử, một cái ngôi chùa đóng trên địa bàn xã Đức Nhuận, đó là chùa Năng An. Xin mời các bạn bước vào trong xem chùa. Chùa được trùng tu khoảng tầm năm 2017. Chùa thì có ba dân chính, và hôm nay mình có bạn ở đây là tránh niệm. Xin chào cây bồ đề à. Chào sư, nay mấy em xuống thăm chùa xong rồi để tìm hiểu về lịch sử chùa Năng An, thì trong một cái số cái địa danh của xã Đức Nhuận, để cho con em muốn giới thiệu đến cho con em ở nơi xa đi lao và biết cái chùa, cái sự khởi xét cũng như là cái sự phát triển của chùa mình. Thì xin chủ là cái sân của mình là thành lập bắt đầu từ năm đầu tiên. Từ năm 1938, cho có hội Phật học An Nam mà dưới địa phương thời đó thành lập. Thì cái đó nó có trong lịch sử đó. Mình mới về thì mình đâu có nắm rõ hết. Nghe nói bắt mới sao nói lại vậy. Và mình bắt đầu trùng tu chùa chính dân như thế này là từ năm đầu tiên. Trùng tu là 2014. Mình đi vào chính thức mà sử dụng cái hôm mà mình khánh thành chùa là năm đầu tiên. Mình ăn vị Phật, ông vị Phật là mình bởi vì mình làm rất là nhanh. Là trong cái thời gian 2016 là mình ăn vị 2 năm. Nhanh năm 2018 à, 2018 thôi. Thì con được biết là chùa ở Đức Nhuận thì có cái hơi cái chùa mà lâu đời, đó là chùa Năng An và chùa Bồ Đề. Thì chùa Năng An thì nó có cái phong cảnh lịch sử. Thì sư có thể là đưa ra một cái số cái nhận định của mình là nãy là nó từ năm 1938. Thì chùa mình đã giữ lại những cái gì, mà di tích gì mà để mình khẳng định là cái chùa mình nó như thế. Ví dụ như cái chuông hay là có cái bức liễn hay là có cái này thì sư có thể giới thiệu cái một số đi. Nó còn cái chuông. Cái chuông này là của chuông này là kêu là cái đại hình chuông. Cái chuông này là của ông Nguyễn Bá Nghi, nó có khắc tên nè. Ông là Nguyễn Bá Nghi nè. Nguyễn Bá Nghi nè. Ông là anh em với Nguyễn Bá Lơn đó, từ Nguyễn Bá Lơn đó. Cha luôn. Anh em hay cha gì? Cha hả? Cha Nguyễn Bá Lơn hả? Nhờ cái chuông này mình mới khẳng định được rằng là gì? Cái nam, có nghĩa là cái niên đời ở cái nam này. Cái chuông này là họ nói là dưới đình Lộc Phố á. Khi đó là người ta mới đi lên đây. Rồi. Ông này hồi xưa là ông làm giống như bây giờ là ông làm. Có nghĩa là cái chuông này nó có trước cái chùa này luôn. Cái chuông này nó có trước chùa. Cái chuông này không phải có trước, mình có trước cái sao thì mình bây giờ mình không. Cái chùa Lộc Phố là bây giờ là cái chùa đó nó nằm ở dưới cái khu đó là nó nằm ở chỗ mà cái gì đường á, Gò Đường. Cái Gò Đường mà ngay dưới quán chè thì le đi vô đó sư. Có nghĩa là mình đưa về đây. Nghe bà con họ kể lại chứ mình. Thì đúng rồi, vì lịch sử, nhưng mà những cái này nè là nó chứng minh là đúng. Đúng rồi, khâu đó nó đưa được.
ống rồi. Ví dụ như bây giờ đây đây là cái dòng dòng chính của sự. Đó là cái chính điện nè. Chùa nó rất là đẹp, có phía sau nó có cây bồ đề, đó có cây bồ đề nó rất là đẹp. Cái bộ đề đây là do Chú Sơn. Chú Sơn. Con đi rất nhiều chùa, nhưng mà cũng rất là nhiều chùa rất là đẹp, nhưng mình khi mà bước vô cái gì đặt vô mắt mình nó là một cái tập thôi, mình trước mình và sau mình nó tĩnh tâm mà nó rất là đẹp, mà có gì nó nét rất là sắc nét mà rất là nhìn nó rất là như là cái cây bồ đề thì cái gì nó đơn giản mà nó lâu cho nó người ta thi công cái này nó làm chưa tới một tuần lễ à, từ, à, nhất nghệ nhân lễ nghệ nhân Chú Sơn nhờ Chú Sơn đưa từ Chú Sơn chú cúng chú ở trong sài gòn chú bảo là mày mày gì à nha mà đáp cái từ người ta rồi mấy gì là nó cho con đáp cây bồ đề rồi nó tự động nó làm chưa tới một tuần nữa thôi. Anh như phía sau mình có một cái phần phía sau là này là cũng đây là nghệ nhân, đây là cái giống như một con biển mà đứng phía sau một cái đường dương như thế nó rất là đẹp, nó nhẹ nhàng, nó là ngủ như thế này. Đúng rồi, nó nghĩ là nó cứ mình nhẹ nhàng trời đất, trời đất thì bao la, không thì trên tay mình cứ lại trời đất bao la vậy đó. Còn mình có thấy ở đây mình có một bức biển cổ chứ, bức biển này là một cái bức thì có thể giới thiệu sơ về cái tay. Tại vì những cái thế hệ phía sau con là không có biết chữ nho. Cái này là Phật Quang Phổ Chiếu. Phật Quang Phổ Chiếu. Phật Quang Phổ Chiếu, Quang là sáng, Phổ là khách, Chiếu là chiếu cho tất cả khách, là bảo đại, Phật Pháp, Niên Xuân là cái năm năm bảo đại, mùa xuân. Không như là một cái người chủ tiệm. Ông chủ tiệm là Nghị Hiệp Pháp. Thì không biết là không biết con này nó lại ngoài đầu không được. Ổng hả? Ổng là ông thủy ra dưới đây nè. Dưới chúng thôi chúng. Có thường mà bây giờ cái ông gì ông thường lực ảo là có đường của ảnh. Có nghĩa là ổng là một cái người thương gia. Giống như là bây giờ người ta nói là thương gia. Ổng là người tàu. Người tàu. Người gốc tàu. Ông vô đây ông làm. Đúng rồi. Ông làm rồi ông mới giờ mình bà con ông người tàu hết. Chứ mà nói là dân làm cho mà biết. Ý có nghĩa là ổng là một người lò mang hành đạo, lò mang nói chung là một danh nhân ở đây, lò mang cũng tặng cho chùa, cũng như chùa một bức. Ổng là nghĩ là cái họ của ổng đó, là họ nghĩ đó, hiệp pháp là cái gì đó. Hiệp pháp, giống như là điện máy của người lợi hoặc là vật liệu xây dựng Hồng Văn rồi bây giờ người ta đúng rồi đó. Điều khiển là họ lò mang lớn rồi. Cái hiệu, chứ không phải là cái hiệu buôn á. Dạ. Cái nhà buôn của ông người xưa đó là hiệu pháp, cảnh cuốn. Đó. Là ông cuốn từ hồi lâu rồi đó, để Phật Pháp Thông Sinh nè. Để rồi, tôi hỏi thêm là, mình có công viên chùa mình là khoảng bao nhiêu mấy vuông rồi đó? 3.000 mấy á. 3.000 mấy vuông. Vậy là mình đã có ổn không chứ? Thế là mình cũng được về tương đối rồi cũng ổn. Nó cũng... cũng xây dựng từ từ thì chắc cũng là ổn, chứ mà nó còn nếu mà chùa thì chưa ổn đâu. À dạ, nhưng mà bây giờ cái bộ gì là đủ chưa? Chưa, đây là mình cứ cứ Phật tử bốn gương kia là về cúng rồi thì mình cứ lòm lần để rồi Phật tử về rồi. Nhưng mà thường là tối là khoảng năm bao nhiêu Phật tử về đây, có cô về đây sinh hoạt đi. Cũng cả ít nhất thì nó phải hơn 20 người. Dạ. Đó là mỗi đêm về để tổng tụng cho nên tổ tổ Phật. Còn lại làm một mộ lớn thì làm một mộ thì cỡ trên 50. Cái lễ lớn thì đông, lễ lớn thì mình không biết được. Cái số lượng chùa mình không biết được. Thì đó thì con được biết là chùa cũng rất là cũng có từng tham gia rồi nhắc nhiều lần với chùa. Thế là chùa mình cũng có cái hoạt động cũng rất là tốt. Ví dụ hàng năm là khi mời như năm vừa đầu là mời bao nhiêu đoàn bác sĩ mình là khoảng 50 người. Bác sĩ là 15 người. Còn giống như là siêu âm rồi đo điện
là trong đoàn có 50 người. Trong đoàn 50 người để về khóm. Như tổng mà người khóm là cũng bao nhiêu thuê? Nhớ như thế này. Khóm là phải 600. Tại vì phần quà đó là 500. 500. Có quà là phát xanh. Nhiều quá. Phát xanh là không có quà là hơi 8 kiếu. Đó thì những cái này ví dụ là còn trung thu này. Trung thu rồi tặng quà cho các trường, rồi tặng quà cho các cháu ở đây, có những cái chính này. Lâu lâu có hoạt động từ thiện ở các địa phương rồi mình cũng hỗ trợ quá tốt cho đây đó là. À, mình cũng nhờ mấy em con em của quê hương ở xa đó. À, còn có chùa năm nay thì cũng nhờ con em ở xa. Thì của từ trước lúc đó ông bảo ông bà nhớ chứ ông bảo. Hay mà nghe nhưng mà sư có một cái đặc điểm là sư hai thì là mình có cái duyên với không sửa lớn chứ đứng phía sau sư lượng người nào cho rồi cũng tết trong đâu rồi cũng tặng quà. Chúng tôi xin giới thiệu thêm một tí về chùa Nại Ngang. Chùa Nại Ngang có một mặt hướng về bên phà muối xuống về bên trái là Xoài Huyền, trường học, bên phải là bầu sen Hàm Mười. Lưng của chùa tựa vào xóm dân cư, đây là xóm chính. Từ khi xây dựng đến năm 2006, chùa đã có 5 lần trùng tu. Trên chính điện treo bức hoành gỗ xây sổ thiếp vàng, chữ Phật Quang Phổ Chiếu do Hiệp Phật Khẩn cúng vào năm 1942 mùa xuân. Phần hậu tổ là thờ Đạt Ma Liệt Tổ, hai bên là di ảnh của Ba Tánh. Chùa đã trải qua quý tổ sau đây: tổ Khai Sơn Lâm Tế đời thứ 40 Hòa Thượng Khánh Nghị, kế tổ Thủ tự Huỳnh Thế Âm, kế thừa Thủ tự Phạm Định, kế lệ Bốn, kế lệ Mẫn, kế Trần Được. Năm 1981, chùa Nại Ngang được thành lập ban hộ tự do ông Lê Quang Hùng làm trưởng ban, sau đó là ông Phạm Bá Liềm, ông Lê Thanh, ông Nguyễn Ương và ông Nguyễn Bảy. Năm 2007, ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định cho sư cô Thích Nữ Thiền Thông chính thức trụ sở chùa Nại Ngang đến nay. Sư cô Thích Nữ Thiền Thông sinh tại xã Đức Nhung. Hiện nay chùa Nại Ngang đang dần hoàn thiện và nơi là tu tập của rất nhiều tự tu cũng như là những người theo đạo Phật tại địa phương và nơi sinh hoạt thường kỳ của bà con. Nếu có dịp quý vị hãy cùng ghé thăm chùa Nại Ngang mỗi khi về quê để có một cái ghi nhận, một cái sự đóng góp nào đó đối với quê hương và góp phần tạo nên giá trị của quê hương đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video.